tất cả các bạn, hôm nay ngày chủ nhật hai mẹ con của Sushi á đi vô nhà ông ngoại chơi. Bây giờ mình vô trong ấy dạ. Sushi nó cứ đeo đấy. À, có mấy con chó nhà ông ngoại, có mấy con chó dễ thương ghê. Đi vô nhà ông ngoại thăm ông ngoại. Thăm vườn nhà ông ngoại, giờ ông ngoại có trồng rau nhiều lắm các bạn. Chị ơi, chào mấy bạn đi. Vô nhà ông ngoại thôi. Hành trình đều bám. Dì đang ngồi làm gì đó? Này giờ con thích ăn gì? Luộc hay lam hay là gì? Dì làm gì con ăn đó. Dì muốn ăn cái gì dì làm cái gì con ăn. Nhà mình còn thịt kho. Thôi, vậy để đó. Thịt kho quá trời. Ngoài đi hái tiêu kìa. Hái tiêu hả ba? Con chó chị trời. Ai học lại Sushi. Thứ hai. Con nói chuyện ở ngoài vậy hả? Dạ, chứ sao? Dạ thứ hai. Thứ hai. Tay nơ bự hơn tay ông ngoại. Nay ngoại chồng làm thêm cái vàng à, vàng bầu. Ở trong đây ba chồng bầu mướp luôn hả ba? Bầu bí hả? Mướp, bầu với mướp. Dạ. Cây xài kìa. Bên đây là cái chuồng gà. Hồi đó chỗ này nuôi thỏ nè. Thỏ chết hết. Nó nằm thỏ sao thì chết luôn. Còn hai con có bắt. Khé chuồng đó. Cái vàng này là vàng cũ rồi. Vàng cũ nhưng mà giờ trồng vẫn còn lên đó ba ha. Ba để ăn hủ qua mà chứ chưa bữa nào xong rồi thôi. Nè đây có trái bầu nhỏ xíu nè các bạn. Bầu này càng càng bắt đầu trồng qua đó. Đây có trái mướp nhỏ xíu luôn nè. Đây còn trái mướp nhỏ nè ba. Thấy rồi, hai trái. Tàn rồi nhỏ nó đi. Hủ qua. Ở đây mình ra ngoài đây cho các bạn coi cái ba mình trồng rau muống với rau cải. Đất nhà con á giờ phải là mình bỏ vô chậu hay là vô cái thùng xốp á rồi mình lấy đất ở ngoài trồng chứ đất con mà trồng tự nhiên là trồng không được gì ha. Khô queo. Với lại đá sỏi không à. Ở đây có rau này rau gì ta, rau ngò hả, cần hả, cần. Rau này để niêm canh ăn cũng ngon lắm nè. Ôi ở đây nó mọc rất là nhiều luôn chứ không phải tự mọc, hay là ba trồng một lần rồi bây giờ nó mọc nhiều lắm nè, đầy luôn nguyên một cái vườn rau cần. Cái này là cần hay ngò vậy ba? Ngò hả? Ngò à? Ngò gai. Ngò gai. Quá trời luôn. Cái này ba trồng một lần cái nó tự lan ra hả ba? Quá trời luôn. Còn mình ở ngoài đó mình trồng mà nó cũng chết nữa. Đây, hôm nay ba trồng được một rau cải, một đám rau cải. Hôm trước nhà mình cũng trồng nhưng mà mình phải kiếm đất ở ngoài đắp vô mới trồng được. Còn giờ là đó, các bạn thấy chưa? Đây rau muống nữa nè. Hôm bữa mình mua hạt giống về nhưng mà mình không có trồng á, mình đem cho ba trồng. Rau muống. Nó chỉ cần trồng một đám vậy thôi là ăn không hết luôn, bên kia có một đám rau muống. Các bạn thấy đã không? Thích quá à. Cũng còn mấy hộp rau dền nữa hay sao ba? Rau dền cũng vậy, trước cô còn trước nó ngã không giờ
Dạ. Ở bên đây ông ngoại trồng cải. Ủa mà sao ba lại gieo ra? Ủa cái này sao ba gieo ra xa xa chi vậy ba? Ba ơi, ba, đám rau cải này ba gieo chi re gieo xa xa vậy ba? Nè các bạn. Nhà ba mình còn mấy cây tiêu nè, hồi đó ba trồng tiêu nhiều lắm mà nó chết hết rồi, bây giờ còn có vài cây để ăn thôi á. Nhưng mà ăn cũng không hết. Đây một cây, đằng đó một cây, đằng kia còn mấy cây nữa kìa các bạn. Đó, đằng kia còn mấy cây tiêu nữa. Nhà ba mình đất rộng lắm, giờ ba mà chịu trồng là hồi đó thì trồng điều to lắm mà bây giờ nó cằn cỗi rồi, cái ba cắt cưa đi bán gốc, còn bây giờ thì trồng nó mới lên lại kìa, đó cũng tốt lắm. Sushi nè. Xin gì, xin rau hả? Mình thôi vô ăn ké xin miếng rồi. Đất xin miếng đất. Ba ơi, ba con đừng, ba ơi, sushi nó xin miếng đất nhà ba kìa. Mà con quý chồng đâu, cái mẹ con chồng á, xin miếng đất vô trồng. Con đào đất nhà ba con đem về con trồng quá. Đâu ba, đây hả? Ông ngoại nè. Con đang quay. Bí này tốt lắm. Đó, bí này ăn ngọn nè. Ba ủa mà ba lấy ở đâu? Tức là một cái hộp của bí thường cái ba đem ra gieo hả? Đâu bí ăn ngọn thiên. À. À. Nên ba không làm vàng đúng không? Ở mình cho các bạn coi cái loại hoa này nó đẹp lắm nè, cái màu tím đẹp lắm luôn á. Đây nè các bạn. Trời cái màu đẹp quá à. Màu tím. Tím. Nó không màu tỏi. Nó không màu tỏi các bạn ơi. Cái này nó có màu vàng không ba? Đó, đẹp chưa? Màu hoa cũng đẹp, màu cũng đẹp luôn. Và nó không có thơm. Nó không màu tỏi. Ừ. Hồi nãy con ngửi nó nghe mùi tỏi đậm đà này. Hoa này của tỏi con hay gì vậy? Ở đây chắc là con phải đi xem. Ba mình làm cái miếu qua chỗ này. Đó, trồng hai bên. Cái này là ba xin nó đâu về ba trồng hay sao vậy ba? Hồi đó đó ba xin đâu vậy? Ba mua hả? Đẹp quá. Ủa ba ơi, cái cây cao này hình như là hôm bữa ba đào của con ba đem về ba trồng á hả ba? Cái này cây cao hay cây trà là vậy ta? Cây cao. Ba. Ý, nó có bông nè. Đã quá à. Cái này bông hả ta? Đúng rồi. Câu kiển. Ba ơi, nước càng bơi. Ba ơi, hôm nào ba đi dãy cái chỗ chỗ cái suối á đi câu cá ba. Ngoài đó có cá nhiều lắm luôn á, hồi bữa con ra rồi đó. Đó phải có một. Vậy sao mẹ con? Có cái cây cao không bao giờ. Cá gì trời? Ừ. Mẹ ơi. Bây giờ con nào rất lá giun. Con cá nó ăn giun mẹ. Vô đây thích quá. Dạ. Ui có cà mẹ, có cái cà nè. Ở bên đây ba mình trồng cái dây dây gì chua chua đó ta, các bạn biết cái dây này không? À, lá giang, đúng rồi, dây lá giang. Đây ba trồng một gốc, cái này để nấu canh lá giang, nấu canh gà rất là ngon á. Còn đu đủ. Ở bên đây mấy cây điều này nó có bông rồi nè các bạn. Tới Tết là nó có trái. Mình nhớ là Tết năm nào mình có chụp hình với cái điều, trái điều. Hy vọng là không có sương muối thì điều nó mới đậu được nhiều. Đậu được nhiều trái. Ông ngoại chiên gì đó? Dạ cá.
Và xích xích thì con chiên, ngoại thì dắt bú, mẹ thì ngoại không chơi. Mẹ đang quay phim với con à. Ông ngoại đang chiên chặt cá nè. Tí mẹ về mẹ cắt cái khúc đó. Cay không? Ăn ớt thêm nữa thì đi ra hai ớt. Con chạy hái cho mẹ trái ớt rồi chị. Cẩn cay tí nào phải không? Đúng rồi mẹ. Mẹ chạy đi hái. Hái cho mẹ trái đi. Trời ơi, nhỏ con hoài mẹ làm quý quá. Mà nói thật nha các cô các bạn. Hello. Mình nói thật. Nó đi bòi bát con rồi vậy. Thôi vô nhà ông ngoại thăm ngoại tí xíu. Bây giờ hai mẹ con của Sushi đi về thôi. Dạ. Ủa con đi kiếm cho mẹ chìa khóa mẹ giục đâu rồi con? Không biết. Thôi bây giờ hai mẹ con mình về thôi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Đi về thôi. Thăm ông ngoại lâu quá.